Đám cưới của biên tập viên truyền hình và cầu hôn theo kiểu truyền hình sẽ như thế nào? 3, 2, 1, lên đi! Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là 18:30, khung giờ quen thuộc của Chuyển động 24h. 3 năm về trước, đây là bản tin Chuyển động 24h sẽ không bao giờ được lên sóng. Bởi đây là một clip giới thiệu đám cưới của Cường và Giang, được anh Sơn Lâm ghi hình ngay trong trường quay của Chuyển động 24h. Sau đó sẽ kết nối với hai điểm cầu là chương trình Việc Tử Tế của Cường và chương trình Dòng Chảy của Tiền mà Giang từng dẫn để kể về câu chuyện tình yêu có tính tốt, tính xấu của cả hai thì cũng bóc luôn. Đồng hành với nhau 5 năm lại còn làm cùng nghề nữa, cho nên chúng mình muốn là đám cưới sẽ có dấu ấn gì đó của hai biên tập viên truyền hình, nên là hai clip này được thực hiện cực kỳ công phu và cầu kỳ trong trường quay. Rất may là các anh chị trong đài rất là dễ thương và đều ủng hộ, nên là chúng mình rất thuận lợi thôi. Quý vị có tò mò là tôi đã chinh phục cô ấy như thế nào không ạ? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây.